Đức là bây giờ Đức cái nói lại nha, nếu chân phải đang chữa chân chân trái á, thì cái đứng mặt hướng này, đứng đó có đứng hai chân nhỉ, đúng không? Hai chân trên trên mặt phẳng nhau, rồi anh lùi chân trái xoay cái mũi qua, rồi anh đỡ cái để cái tay chân này xoay cái mũi qua luôn nè. Đó, rồi bây giờ cái tay này thì để ở dưới, đưa ra vậy, xoay xuống vậy, ngửa chân, ngửa cái bàn chân trái lên, thấy không nè, này ngửa bàn chân lên cho nó đau, ngửa lên cho nó đau, mà nó không đau là nó hết, xoay kéo qua bên này một lần, xô xoay, ngửa cái bàn chân lên, xô xoay, rồi xô, anh cứ làm vậy, để ý cái bật cái chân trái mà nó không, nó giảm đau là thành công đó, ngước lên mà nó không có đau nè, xoay, thấy không? Khi anh xô tới này ha, anh để một tay xuống vậy, anh ngước bằng chân lên coi nó đau không, ngước bằng chân cao càng không đau là nó bớt rồi đó, đó là bớt rồi đó, hồi nãy nói co lên đau mà, thấy không? Rồi làm nữa vậy thôi, tập bài này nhiều lắm, nó đau làm vậy thôi, đó, cứ làm cái quơi, ngửa, xô, xoay, xô, ngửa, xô, xoay, đó là chân trái. Giờ bắt trước vậy chân phải đứng bước chân phải tới. Nè, thì cái tay để mình thấy tay phải để mình học. Xô, ngửa chân phải, niết cái nào đó, xô, xoay, xô, xoay, xô, xoay, đó cái chân phải anh rút hoài không đau là hết rồi. Bài này thêm bài số 2, một trong hai bài, nếu bài nào hết tập hoài, anh đứng lên rõ ràng nãy anh rút lên đau, giờ anh rút không đau là nó bớt rồi.